kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối thứ năm ngày 4 tháng 4 năm 2024 của Đài Phát thanh và Truyền hình Lâm Đồng. Trong chương trình thời sự tối nay có những tin tức đáng chú ý sau. Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng làm việc với Hàn Quốc bàn các vấn đề về đào tạo nghề, xúc tiến thương mại và liên kết tổ chức các hoạt động văn hóa. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh về thực hiện chính sách pháp luật đảm bảo an toàn giao thông. Đồng Thuận quyết tâm triển khai công trình trọng điểm giúp cho địa phương Lâm Đồng ngày càng phát triển toàn diện. Nhiều ngân hàng đã đồng loạt đưa ra gói vay mua nhà lãi suất ưu đãi chỉ từ 5 đến 6% một năm, áp dụng trong thời gian từ 6 đến 36 tháng đầu tiên. Đắk Nông, nông dân phấn khởi khi giá cà phê tăng cao. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, ông Võ Ngọc Hiệp, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đã chủ trì buổi làm việc với đoàn công tác của Hiệp hội Công nghiệp Nền tảng Phân phối trực tuyến Hàn Quốc, Corpia, tham dự các lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt và đại diện một số sở ngành liên quan. Tại buổi làm việc, hai bên đã trao đổi xoay quanh ba nội dung chính bao gồm bàn về các vấn đề nhằm đi đến thống nhất tổ chức sự kiện văn hóa Hàn Quốc tại Đà Lạt, gắn với các hoạt động của Festival Hoa Đà Lạt, phối hợp đào tạo nghề và trao đổi sinh viên giữa các cơ sở giáo dục ở Hàn Quốc và Lâm Đồng, xúc tiến đưa sản phẩm nông nghiệp của Lâm Đồng, đặc biệt là rau củ quả sấy, sang tiêu thụ tại thị trường Hàn Quốc. Ông Kim Su Huê, Chủ tịch Trung tâm Đa văn hóa Hàn Quốc và ông Lee Chang Ji, Phó Chủ tịch Hiệp hội Corpia, bày tỏ lòng cảm ơn trước sự đón tiếp và chuẩn bị nội dung làm việc từ phía tỉnh Lâm Đồng. Đại diện Hiệp hội Công nghiệp Nền tảng Phân phối trực tuyến Hàn Quốc cho biết đã đến Việt Nam nhiều lần, nhận thấy Đà Lạt có rất nhiều lợi thế và dư địa để thúc đẩy hợp tác với Hàn Quốc và hy vọng với các nội dung hợp tác sẽ mang lại sự gắn kết về du lịch, đào tạo nghề và tiêu thụ nông sản giữa hai nước với các chương trình làm việc cụ thể. Phát biểu tại buổi làm việc, ông Võ Ngọc Hiệp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, ghi nhận những nội dung đề xuất của đoàn công tác Hiệp hội Công nghiệp Nền tảng Phân phối trực tuyến Hàn Quốc. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch và Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt phối hợp kiểm tra về các điều kiện cấp phép tổ chức sự kiện văn hóa Hàn Quốc tại Đà Lạt đảm bảo đúng quy định, tạo điều kiện để phía Hàn Quốc khảo sát địa điểm, cơ sở vật chất để sự kiện diễn ra an toàn, hiệu quả. Giao Sở Giáo dục Đào tạo giới thiệu các trường cao đẳng, đại học phối hợp chương trình đào tạo nhân lực chất lượng cao. Riêng vấn đề kết nối tiêu thụ nông sản Lâm Đồng sang Hàn Quốc, Lâm Đồng rất hoan nghênh bởi đây là lĩnh vực rất tiềm năng, phong phú. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch Lâm Đồng phối hợp với Sở Công Thương giới thiệu doanh nghiệp, sản phẩm uy tín để kết nối. Với những nội dung trao đổi tại buổi làm việc hôm nay, ngành chức năng hai bên sẽ tiếp tục có các chương trình làm việc chi tiết để cụ thể hóa các nội dung hợp tác một cách hiệu quả, góp phần đẩy mạnh mối quan hệ hợp tác và đem lại lợi ích chung cho hai địa phương, hai quốc gia. Sáng nay, Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức hội nghị phổ biến quán triệt các nghị quyết của hội nghị lần thứ 8 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Mị, Phó trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy đã giới thiệu các nội dung chính của nghị quyết Trung ương 8, bao gồm tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới, phát huy truyền thống sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh hạnh phúc, tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới. Theo đó, quan điểm trọng tâm của các nghị quyết là lấy con người là trung tâm của mọi chính sách xã hội, là động lực quan trọng và mục tiêu cho sự phát triển đất nước. Trong thời gian qua, nhờ thực hiện tốt các nghị quyết, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên, diện mạo xã hội thay đổi căn bản, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, kinh tế phát triển toàn diện và hài hòa hơn. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số hạn chế bất cập trong lĩnh vực y tế, giáo dục và an sinh xã hội. Để triển khai tốt các nghị quyết trong thời gian tới, hội nghị đã nêu ra những giải pháp thực hiện các nghị quyết của hội nghị lần thứ 8 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Từ đó, các cấp ủy, tổ chức đảng cần nghiên cứu, quán triệt và xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết phù hợp với tình hình của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị và thường xuyên kiểm tra, đánh giá, đôn đốc việc thực hiện nghị quyết. Thông qua hội nghị khẳng định tầm quan trọng của các nghị quyết Trung ương 8 đối với sự phát triển của đất nước trong giai đoạn mới. Các đại biểu đã thống nhất cao về những nội dung, giải pháp được đề ra và quyết tâm thực hiện tốt các nghị quyết để góp phần thực hiện có hiệu quả các phần việc tại các đơn vị, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu xây dựng kinh tế xã hội của Lâm Đồng nói riêng và của cả nước nói chung trong thời gian tới. Sau đây là thông báo tiếp công dân định kỳ tháng 4 của tỉnh ủy Lâm Đồng.
Kính mời các đồng chí dự buổi tiếp công dân định kỳ của Thường trực Tỉnh ủy. Thành phần: đồng chí Nguyễn Thái Học, quyền Bí thư Tỉnh ủy, chủ trì buổi tiếp. Đồng chí chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Đồng chí trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy. Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh. Đồng chí Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh. Đồng chí Chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh. Đồng chí Cục trưởng Cục Thi hành án Dân sự tỉnh. Đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh, Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh. Thời gian bắt đầu lúc 8 giờ ngày 5 tháng 4 năm 2024, tức là thứ Sáu. Địa điểm: trụ sở tiếp công dân tỉnh, số 29A, đường Hùng Vương, phường 10, thành phố Đà Lạt. Trong phần tiếp theo của chương trình thời sự tối nay, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh về thực hiện chính sách pháp luật đảm bảo an toàn giao thông. Đồng thuận quyết tâm triển khai công trình trọng điểm giúp cho địa phương Lâm Đồng ngày càng phát triển toàn diện. Sáng nay, ông Nguyễn Tạo, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cùng các thành viên thuộc tổ tư vấn chính sách pháp luật đã làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh về tổ chức thực hiện chính sách pháp luật đảm bảo trật tự an toàn giao thông cũng như các hoạt động liên quan. Ông Nguyễn Ngọc Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ban ngành đã tham dự. Tại buổi làm việc, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã nghe báo cáo về việc tổ chức thực hiện chính sách pháp luật đảm bảo trật tự an toàn giao thông cũng như các hoạt động liên quan của tỉnh từ năm 2009 đến nay. Theo đó, đối với lĩnh vực đường bộ, toàn tỉnh hiện có khoảng 9.300 km, đường sắt đang khai thác đoạn từ ga Đà Lạt đến Trại Mát dài khoảng 7 km, phục vụ vận chuyển khách tham quan du lịch. Đối với đường thủy nội địa, toàn tỉnh cấp đăng ký và quản lý trên 100 phương tiện chở người và chở hàng hóa. Đối với lĩnh vực hàng không, Lâm Đồng có 4 sân bay gồm cảng hàng không Liên Khương, sân bay Cam Ly, Bảo Lộc và Lộc Phát. Nhìn chung, vấn đề giao thông của tỉnh cơ bản được đảm bảo, hạ tầng được quan tâm đầu tư nâng cấp, mở rộng và xây dựng mới. Tuy nhiên, đến nay chủ yếu vẫn là giao thông đồng cấp, hỗn hợp giữa các loại phương tiện, hạ tầng chưa theo kịp sự phát triển số lượng phương tiện giao thông. Do đó ảnh hưởng đến mức độ đảm bảo an toàn cũng như dễ gây ùn tắc cục bộ vào giờ cao điểm cũng như các dịp cuối tuần, lễ Tết. Số vụ vi phạm giao thông cũng như tình trạng tai nạn giao thông được kiểm soát, tuy nhiên vẫn còn xảy ra phổ biến. Tổ chức giao thông trên địa bàn toàn tỉnh còn nhiều điểm chưa hợp lý, bất cập, tuy nhiên vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu đi lại của hành khách. Các vấn đề liên quan đến giao thông nội cảng, an toàn bay, vấn đề đưa đón khách còn nhiều bất cập. Các thành viên đoàn giám sát thống nhất với báo cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng thời nêu lên một số vấn đề người dân quan tâm như cần đề xuất cơ chế chính sách pháp luật để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, làm rõ sức ép giao thông nội thị để có sự điều chỉnh quy hoạch xây dựng cũng như quy hoạch dân cư, giải pháp để quản lý hiệu quả vấn đề học sinh đi xe gắn máy đến trường, vấn đề xóa điểm đen giao thông trên toàn tỉnh, giải pháp quản lý hoạt động chăn nuôi để đảm bảo an toàn giao thông, cần có giải pháp căn cơ chống ùn tắc giao thông, công tác tuyên truyền về luật giao thông đường bộ chưa đáp ứng yêu cầu thực tế, cần đồng bộ và hoàn thiện hạ tầng giao thông. Đối với các vấn đề đoàn giám sát nêu lên, đại diện các sở ngành đã giải trình làm rõ, trong đó cung cấp một số thông tin cụ thể liên quan đến hoạt động nâng cấp hạ tầng giao thông, các biện pháp trước mắt và lâu dài được triển khai nhằm giảm ùn tắc giao thông, vấn đề quy hoạch đô thị phù hợp với an toàn giao thông, vấn đề quản lý hoạt động xe công nông, quản lý giao thông đường thủy nội địa. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Ngọc Phúc cho biết, sắp tới tỉnh sẽ đầu tư mạnh về hạ tầng giao thông với nhiều tuyến cao tốc, quốc lộ và tỉnh lộ. Do đó, cần chú trọng quan tâm vấn đề tổ chức thực hiện chính sách pháp luật đảm bảo trật tự an toàn giao thông, chú ý xử lý các điểm đen giao thông cũng như xử lý nghiêm vi phạm về nồng độ cồn, ma túy với những người điều khiển phương tiện giao thông. Thực hiện hiệu quả hơn nữa các chính sách pháp luật đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Kết luận buổi làm việc, ông Nguyễn Tạo, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội nhận định, qua khảo sát, giám sát có thể thấy, cơ quan chức năng các cấp đã chủ động thực hiện công tác tham mưu, ban hành kế hoạch kịp thời cũng như triển khai có hiệu quả các quy định của pháp luật trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông của tỉnh. Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn nhiều vấn đề cần phải tiếp tục quan tâm như tình trạng tai nạn giao thông cơ bản được kiểm soát nhưng chưa bền vững. Số vụ tai nạn giao thông đường bộ vẫn ở mức cao. Công tác tuyên truyền được quan tâm, tuy nhiên cần phải đổi mới và thực hiện có hiệu quả hơn. Tiến độ thi công một số dự án giao thông còn chậm. Việc quản lý hành lang an toàn đường bộ còn nhiều bất cập, nhất là tuyến cao tốc Liên Khương Brent vẫn xảy ra tình trạng người dân tự ý đấu nối đường dân sinh vào cao tốc, phá rào chắn cao tốc để cắt ngang vào khu vực dân sinh. Ông Nguyễn Tạo, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cũng đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh tiếp tục quan tâm, chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp rà soát lại các tiêu chuẩn, quy chuẩn, đồng thời có biện pháp, giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông tốt hơn trong thời gian tới, đặc biệt là với tuyến cao tốc Liên Khương Brent
để có phương án tạo tính kết nối đồng bộ hạ tầng giao thông trong tương lai khi hình thành các tuyến cao tốc mới. Cần chỉ đạo các ngành chức năng tăng cường công tác phối hợp trong quá trình thực hiện, đảm bảo an ninh an toàn bay đối với cảng hàng không Liên Khương. Về giao thông đường thủy, đề nghị Công an tỉnh và Sở Giao thông Vận tải tham mưu việc thực hiện đăng kiểm, đăng ký an toàn phương tiện theo quy định của pháp luật. Đối với những ý kiến kiến nghị của các ngành, các địa phương và của tỉnh, đoàn giám sát đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ ghi nhận, tổng hợp đầy đủ để đề xuất tới các bộ ngành có liên quan xem xét giải quyết trong kỳ họp lần thứ 7 Quốc hội khóa 15 sắp tới. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, tỉnh Lâm Đồng có sự đổi thay mạnh mẽ và tạo được những dấu ấn đặc biệt. Ngoài nguồn lực đầu tư từ Trung ương, sự linh động của cấp ủy, chính quyền địa phương, thì chính sự đồng thuận cao của người dân trong việc chung tay góp công góp sức, tham gia hiến đất để thực hiện các công trình dự án. Điều này đã giúp cho địa phương ngày càng phát triển toàn diện. Tiểu mục Thay đổi và phát triển sẽ đề cập nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Lâm Đồng đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu trở thành tỉnh khá của cả nước vào năm 2025, đồng thời khẳng định vị thế là trung tâm kinh tế, nông nghiệp, du lịch quan trọng của vùng Tây Nguyên. Nhiều công trình dự án trọng điểm được triển khai hoàn thành, đưa vào sử dụng thời gian qua, đã tạo những dấu ấn đặc biệt, góp phần thay đổi diện mạo của vùng. Trên con đường hướng đến những thành tựu đó, ngoài nguồn lực hỗ trợ của Trung ương, sự nỗ lực của cấp ủy, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân thì phải kể đến sự chung tay đóng góp, sẻ chia của những người dân trong phạm vi ảnh hưởng của các công trình dự án, để từ đó những công trình dự án hoàn thành tạo sức bật cho sự phát triển kinh tế xã hội của vùng. Tháng 11 năm 2023, dự án hồ chứa nước Ca Giam tại xã Ca Đô, huyện Đơn Dương chính thức được khởi công. Đây là dự án trọng điểm của tỉnh được xây dựng trên diện tích gần 100 hectare. Tổng mức đầu tư 496 tỷ đồng, trong đó chi phí xây lắp 292 tỷ đồng, trên 106 tỷ đồng chi phí giải phóng mặt bằng. Sau khi hoàn thành, công trình sẽ cung cấp nước tưới cho 820 hectare đất nông nghiệp, đồng thời cung cấp nước sinh hoạt cho xã Ca Đô và vùng phụ cận. Vì vậy, dự án này nhận được rất nhiều sự quan tâm kỳ vọng của người dân. Các hộ nằm trong phạm vi của dự án cũng đã đồng thuận bàn giao mặt bằng triển khai thực hiện. Do đó, chỉ mới gần 5 tháng triển khai, tiến độ dự án khá bảo đảm. Cái mà nhân dân rất ao ước mà hiện nay được hiện thực, đây là một trong những cái mà nhân dân rất mong muốn. Và một số hộ ở đây nằm trong cái lòng hồ mà được nhà nước đền bù thì bà con chúng ta cũng rất là phấn khởi, bởi vì sự đền bù của Đảng, nhà nước rất là xứng đáng, và có thể người ta lấy số tiền đó người ta sẽ tìm lại cái diện tích khác người ta làm. Đây cũng là một trong những cái vấn đề mà chúng tôi thấy là nhân dân rất là mừng. Để tạo được sự đồng thuận của địa phương thì chúng tôi là thực hiện theo chỉ đạo của cấp trên và tuân thủ theo các cái quy định của pháp luật trong việc mà triển khai thực hiện, từ công tác đền bù giải phóng mặt bằng đến công tác tổ chức đấu thầu, lựa chọn nhà thầu và triển khai thi công dự án thì chúng tôi đều thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật. Cũng là công trình trọng điểm của tỉnh, dự án hồ chứa nước Ta Huét, xã Hiệp An, huyện Đức Trọng có tổng mức đầu tư gần 982 tỷ đồng. Dự án thuộc công trình nhóm B, mục tiêu là cung cấp nước tưới cho trên 2.580 hectare đất sản xuất trong vùng, cấp nước sinh hoạt cho 65.000 hộ dân địa phương, đồng thời đảm bảo hài hòa cảnh quan, khí hậu, môi trường sinh thái địa phương. Trước tầm quan trọng của dự án trọng điểm này, thời gian qua, ngành chức năng cùng với cấp ủy địa phương đã tích cực triển khai các bước rà soát, thống kê, chủ động phối hợp với chính quyền cơ sở, mặt trận thôn, khu dân cư, nắm bắt tâm tư nguyện vọng, góp phần tạo đồng thuận, nhất trí cao trong nhân dân. Về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, ngành chức năng liên quan đã thực hiện bố trí tái định canh và bồi thường giải phóng mặt bằng cho dự án. Đến nay đã có 72 hộ có đất bị thu hồi thuộc dự án hồ chứa nước Ta Huét nhận bồi thường với tổng số tiền trên 97 tỷ đồng. 19 hộ có quyết định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tái định canh, trong đó có 17 hộ đã nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tái định canh. Hai hộ dân còn lại đang trong quá trình thực hiện các thủ tục cấp sổ để triển khai dự án. Tôi cũng thấy rất là mừng, đã có sổ vậy thì cho nên cũng an tâm để sau này thì có đất trồng trọt để ổn định cho coi như là trong gia đình và lâu dài sau này cho con cái nữa. Triển khai thực hiện nội dung về tại bố trí tái định canh cho các hộ
thuộc dự án hồ chứa nước Tàu Hết thì hiện nay Ủy ban huyện Đức Trọng đã ban hành 19 quyết định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 19 hộ gia đình cá nhân. Tâm lý của người dân rất vui mừng, phấn khởi và ổn định, yên tâm sản xuất. Và đồng thời qua đó thì cũng đã tuyên truyền vận động người dân, hộ gia đình để là sớm nhận tiền, nhận đất tái định canh, bàn giao mặt bằng để đồng thuận cùng với chính quyền địa phương các cấp để triển khai thực hiện dự án để dự án sớm hoàn thành, đi vào ổn định. Xác định các dự án công trình trọng điểm có ý nghĩa an sinh xã hội to lớn, cũng như nâng cao chất lượng đời sống của người dân, góp phần thay đổi diện mạo của vùng. Vì vậy, thời gian qua, tỉnh Lâm Đồng đã triển khai nhiều công trình dự án trọng điểm, đơn cử như dự án nâng cấp mở rộng tuyến đường đèo Bren thành phố Đà Lạt. Dự án sau khi hoàn thành đưa vào sử dụng, không chỉ đảm bảo lưu thông đi lại, giảm ùn tắc giao thông, mà còn kết nối vùng và là điểm nhấn quan trọng trong phát triển du lịch. Ngoài ra, một số dự án khác như hồ chứa nước Đông Thanh, đường vành đai thành phố Đà Lạt, trung tâm hành chính huyện Đức Trọng, đây cũng là những dự án nhận được sự quan tâm đặc biệt của nhân dân. Vì vậy, để các dự án được triển khai đảm bảo tiến độ, kế hoạch, mỗi một công trình dự án, từ khi có chủ trương đến quá trình triển khai, thực hiện, đòi hỏi phải đảm bảo chặt chẽ trình tự các khâu, đặc biệt quá trình triển khai thực hiện phải tạo sự đồng thuận, nhất quán cao trong cả hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên, người dân, nhất là những người dân bị ảnh hưởng. Mặt khác, công tác rà soát, thống kê, phối hợp phải được thực hiện một cách công khai, minh bạch và đặt lợi ích của tập thể lên trên hết. Nhờ thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, nên trong quá trình thực hiện công trình dự án, hầu hết các hộ dân đã tích cực phối hợp triển khai công tác giải phóng mặt bằng, nhất là nâng cao tinh thần chủ động hiến đất, di dời cây trồng, kiến trúc để bàn giao thực hiện. Phong trào hiến đất giờ đây đã thực sự lan tỏa sâu rộng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, từ khu vực đô thị cho đến vùng nông thôn. Tất cả mọi người đều chung tay đồng lòng, góp công, góp sức để cùng nhau thực hiện. Trong cái thời gian tới thì để tiếp tục thực hiện cái nhiệm vụ này thì tập trung thực hiện một số cái nhiệm vụ sau. Thứ nhất thì chúng tôi sẽ tiếp tục và cụ thể hóa và thực hiện một cách có hiệu quả những cái chỉ đạo của tỉnh ủy, ủy ban nhân tỉnh và của huyện ủy. Tập trung vào việc là tuyên truyền vận động các hộ dân là đồng thuận với lại cái mục tiêu, cái nhiệm vụ trong cái việc thực hiện cái công trình trọng điểm. Thứ hai nữa là tiến hành rà soát lại các cái trường hợp, nếu như có những trường hợp mà trong cái quá trình kiểm kê, kiểm đếm nó chưa đầy đủ thì chúng tôi sẽ bổ sung theo quy định của pháp luật. Thứ ba nữa là tiến hành là đối với lại những trường hợp đã được thống nhất về cái chủ trương là nhận đất tái định canh thì địa phương sẽ hoàn chỉnh các cái thủ tục cho các hộ bốc thăm và tiến hành cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ để ổn định cuộc sống. Về cái kinh nghiệm đối với địa phương á, là thứ nhất là cái công tác tuyên truyền phải đi sâu vào thực tiễn. Cái thứ hai nữa là phải được sự đồng thuận của người dân và giải thích cho người dân hiểu và lợi ích của cái công trình mang lại. Thì đây là một vấn đề mấu chốt mà thành công đối với Đơn Dương trong vấn đề mà giải phóng mặt bằng và công tác tuyên truyền. Năm 2024, tỉnh Lâm Đồng sẽ quyết tâm khởi công dự án cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc và Bảo Lộc - Liên Khương. Ngoài ra, những công trình quan trọng khác như nâng cấp cảng hàng không quốc tế Liên Khương, lập hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư cao tốc Nha Trang - Liên Khương, nâng cấp quốc lộ 28B nối Lâm Đồng - Ninh Thuận, cùng nhiều công trình dự án khác cũng được triển khai song song. Với những cơ chế chính sách, nhất là sự đoàn kết, đồng thuận, quyết tâm, tinh thần trách nhiệm cao của các tổ chức cá nhân trong việc chung tay góp sức, đây sẽ là bước đột phá giúp cho tỉnh Lâm Đồng từng bước hoàn thiện diện mạo về cơ sở vật chất, hạ tầng giao thông, kết nối vùng, tạo động lực cho sự phát triển, đồng thời góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng tỉnh Lâm Đồng trở thành tỉnh khá của cả nước và là đầu tàu kinh tế quan trọng của khu vực Tây Nguyên. Trở lại với phần tin. Hôm qua ngày 3 tháng 4, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng đã công bố quyết định thành lập chi đoàn cơ sở Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh. Đoàn khối các doanh nghiệp tỉnh đã công bố và trao quyết định về việc thành lập chi đoàn cơ sở Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh trực thuộc Đoàn khối Doanh nghiệp tỉnh, đồng thời chỉ định ban chấp hành lâm thời chi đoàn cơ sở Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh. Được biết, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng được thành lập năm 2009, đến nay hiệp hội có 600 hội viên. Ban đầu hiệp hội có 2 đoàn viên tham gia sinh hoạt ghép với đoàn cơ sở khối doanh nghiệp. Đến nay hiệp hội đã phát triển 17 đoàn viên thanh niên là chủ các doanh nghiệp. Việc thành lập chi đoàn cơ sở Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh nhằm đáp ứng yêu cầu nguyện vọng của các đoàn viên trong các đơn vị doanh nghiệp, đồng thời giúp các đoàn viên được tham gia sinh hoạt đoàn thanh niên để được học tập, rèn luyện, phấn đấu, trở thành đoàn viên, đảng viên ưu tú, góp phần nâng cao hiệu quả công tác đoàn và phong trào thanh niên trong toàn khối. Tiếp tục chương trình là thông tin về các hoạt động an sinh xã hội.
Sáng hôm qua, Tổng cục Kỹ thuật, Bộ Quốc phòng tổ chức chương trình khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí và tặng quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn xã Nợ Tôn Hạ, huyện Đức Trọng. Tại chương trình, đội ngũ y bác sĩ của Tổng cục Kỹ thuật Bộ Quốc phòng đã tổ chức khám sàng lọc, tư vấn, cấp phát thuốc miễn phí, điều trị các bệnh lý thông thường cho bà con nhân dân địa phương. Ngoài ra, ban tổ chức chương trình còn trao tặng 35 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng cho các gia đình chính sách và hộ nghèo trên địa bàn xã N Thôn Hạ. Chương trình có tổng trị giá trên 82 triệu đồng. Đây là hoạt động có ý nghĩa rất thiết thực, góp phần cùng với cấp ủy chính quyền địa phương chăm sóc, nâng cao sức khỏe, ổn định đời sống nhân dân, tri ân các gia đình có công với cách mạng, thể hiện truyền thống đạo lý, uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của dân tộc, qua đó thắt chặt thêm tình cảm gắn bó quân dân giữa Tổng cục Kỹ thuật Bộ Quốc phòng với cán bộ chính quyền và nhân dân xã N Thôn Hạ, huyện Đức Trọng. Sáng nay, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Lâm Đồng phối hợp cùng Ban vận động hiến máu tình nguyện huyện Đạ Tẻ đã tổ chức lễ phát động Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện năm 2024. Tại buổi lễ, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tỉnh Lâm Đồng đã đọc lời kêu gọi cán bộ, công chức, viên chức và chiến sĩ lực lượng vũ trang, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh tích cực tham gia và vận động mọi người cùng tham gia hiến máu tình nguyện phục vụ công tác chữa bệnh, cứu người trên địa bàn toàn tỉnh. Phong trào hiến máu tình nguyện chính thức được phát động tại Việt Nam ngày 24 tháng 1 năm 1994. Đây là một phong trào có giá trị và ý nghĩa nhân văn rất lớn, giúp hàng triệu người bệnh được cấp cứu kịp thời, được kéo dài sự sống. Trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, trong những năm qua, nhiều chiến dịch, sự kiện, chương trình hiến máu tình nguyện lớn được triển khai thành công, thu hút sự tham gia, hưởng ứng nhiệt tình của đông đảo các tầng lớp nhân dân như chiến dịch vận động hiến máu tình nguyện dịp Tết và lễ hội Xuân Hồng, Chủ nhật đỏ, hưởng ứng Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện, chiến dịch những giọt máu hồng hè và hành trình đỏ, Ngày quốc tế người hiến máu. Tại huyện Đạ Tẻ, hàng năm có từ 400 đến 500 đơn vị máu được hiến tặng. Riêng trong năm 2023, Ban vận động hiến máu tình nguyện của huyện Đạ Tẻ đã tổ chức 3 đợt hiến máu tình nguyện với hơn 1.000 người tham gia và đã tiếp nhận 615 đơn vị máu, đạt 103% chỉ tiêu Ban chỉ đạo hiến máu tình nguyện tỉnh giao. Trong buổi sáng ngày 4 tháng 4, hưởng ứng lễ phát động toàn dân hiến máu tình nguyện năm 2024, Ban vận động hiến máu tình nguyện huyện Đạ Tẻ đã tổ chức hiến máu tình nguyện đợt 2 năm 2024 với sự tham gia của hơn 300 tình nguyện viên hiến máu tình nguyện của huyện để hiến tặng 250 đơn vị máu phục vụ công tác chữa bệnh cứu người tại bệnh viện 2 Lâm Đồng. Thông tin trên lĩnh vực nông nghiệp. Thưa quý vị và các bạn, trồng dâu nuôi tầm là lĩnh vực phù hợp với điều kiện canh tác tại Lâm Đồng và đã đem lại hiệu quả kinh tế cao. Điều quan trọng là nghề này không đòi hỏi quá lớn về kinh phí đầu tư, không quá khó về kỹ thuật chăm sóc. Vì vậy, nhiều phụ nữ nông thôn với đồng vốn vừa phải, thậm chí là vốn vay, có thể tận dụng công lao động lúc nhàn rỗi để phát triển nghề trồng dâu nuôi tầm, cải thiện kinh tế gia đình. Chị Nguyễn Thị Hoàng là thành viên tổ hợp tác liên kết chăn nuôi tầm ở xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng. Các chị em trong xã đã phát triển nghề nuôi tầm nhiều năm nay. Nhận thấy hiệu quả của loại hình chăn nuôi này, Hội Phụ nữ xã đã tập hợp thành lập nên tổ liên kết gồm 26 nông hộ để cùng hỗ trợ nhau sản xuất. Từ các nguồn vốn khác nhau, chị em được hỗ trợ kỹ thuật, tiền mặt, dụng cụ chăn nuôi, giống tầm để xây dựng tổ hợp tác ngày một phát triển, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống cho hội viên. Ngày nay là dâu tầm này nó hiệu quả nó rất là cao. Mà khi mà mình hái dâu nó cũng không có đến nỗi nào là mất cái sức khỏe nhiều á, cho nên là người nào cũng vẫn hái được, người nào cũng có thể thu nhập được. Nó không có lấy cái sức lao động nhiều của chị em phụ nữ, cho nên cái nghề này là nó đang được ưa chuộng và đem lại cái lợi nhuận cho mình rất là cao. Cái mức vay trước đây là 50 triệu, thì nếu như theo cái nhu cầu á, thì cũng sẽ đề xuất cho tăng thêm cái nguồn vay đó, thì để cho chị em phát triển thêm cái hiệu quả, cũng như là ví dụ chẳng hạn như là mở rộng thêm diện tích trồng dâu, rồi sắm thêm một số trang thiết bị làm theo cái công nghệ mới. Thành ra là cái nó cũng giảm đi được cái sức lao động rất là nhiều và nó lại nhanh nữa và nó là hiệu quả hơn. Trồng dâu nuôi tầm không đòi hỏi quá cao về chi phí đầu tư, kỹ thuật và nhân công nên đã phát triển sâu rộng đến các địa bàn vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Điều này có ý nghĩa quan trọng trong việc cải thiện đời sống của người dân. Cũng như nhiều nông hộ người dân tộc thiểu số khác tại xã Triệu Hải, huyện Đạ Tẻ, trong nhiều năm qua, gia đình chị Ca Hiên chỉ chuyên canh cây lúa nước, năng suất thấp. Nhưng hiện nay, bằng nguồn vốn vay hộ nghèo, chị đã chuyển đổi sang trồng dâu nuôi tầm và đã nâng cao đáng kể thu nhập kinh tế gia đình. Trước đây tôi trồng điều và lúa thì thu nhập là rất bấp bênh.
không đủ cho nuôi sống gia đình cũng như con ăn học. Từ khi được vay vốn này, tôi chuyển sang trồng dâu nuôi tằm, đã nâng cao được thu nhập và yên tâm sản xuất cũng như là cải thiện được đời sống gia đình. Nghề trồng dâu nuôi tằm ở trong vùng đồng bào dân tộc thì giờ đã thành lập được chi hội nghề nghiệp với 26 hội viên, cũng hoạt động thường xuyên. Từ cái thành quả mà trồng dâu nuôi tằm đem lại hiệu quả kinh tế cho gia đình. Theo ngành nông nghiệp Lâm Đồng, sau 5 năm triển khai thực hiện đề án phát triển bền vững ngành dâu tằm, diện tích dâu tằm đang dần được phục hồi và nhân rộng với trên 10.000 hecta. Các mô hình ứng dụng cơ chế hóa tự động trong sản xuất, mô hình nuôi tằm con được xây dựng đã góp phần nâng cao năng suất lao động cũng như hiệu quả kinh tế cho người dân. Sản lượng kén tằm mỗi năm đạt trên 16.500 tấn, với giá kén luôn ở mức cao từ 180 đến 210.000 đồng một ký, góp phần phát triển ngành dâu tằm có sự tăng trưởng ổn định. Bên cạnh đó, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm trong trồng dâu nuôi tằm được mở rộng với 11 chuỗi liên kết, 580 hộ tham gia. Trồng dâu nuôi tằm đã thực sự cải thiện sinh kế cho người dân, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng điều kiện kinh tế còn khó khăn. Đây cũng chính là cơ sở để Lâm Đồng phát triển đồng đều, giảm dần khoảng cách về thu nhập giữa các vùng miền trong toàn tỉnh. Nội dung chính phần tin trong nước. Nhiều ngân hàng đã đồng loạt đưa ra gói vay mua nhà lãi suất ưu đãi chỉ từ 5 đến 6% một năm, áp dụng trong thời gian từ 6 đến 36 tháng đầu tiên. Đắk Nông, nông dân phấn khởi khi giá cà phê tăng cao. Hiện nhiều ngân hàng đã đồng loạt đưa ra gói vay mua nhà lãi suất ưu đãi chỉ từ 5 đến 6% một năm, áp dụng trong thời gian từ 6 đến 36 tháng đầu tiên. Nếu so với mức lãi suất tiết kiệm phổ biến kỳ hạn 12 tháng, thì lãi suất cho vay hiện ngang hoặc cao hơn chỉ 1%. Đối với nhóm ngân hàng quốc doanh, hết thời gian ưu đãi, lãi suất thả nổi cho khách vay cũ rơi vào khoảng từ 9 đến 10% một năm. Còn các ngân hàng tư nhân vẫn neo ở mức trên 12% một năm. Nhóm ngân hàng này cũng đang áp dụng lãi suất cho vay phục vụ sản xuất kinh doanh, vay tiêu dùng, vay mua nhà ở dao động ở mức từ 5 đến 7% một năm, tùy kỳ hạn. Với nhóm ngân hàng thương mại cổ phần, lãi suất vay mua nhà được áp dụng trong khoảng từ 5 đến 6% một năm, hết thời hạn ưu đãi, hầu hết lãi suất thả nổi và điều chỉnh định kỳ. Thưa quý vị và các bạn, từ đầu năm 2024 đến nay, giá cà phê nhân liên tục tăng, có thời điểm vượt qua mốc 100.000 đồng một kg. Đây được xem là mức giá cao nhất từ trước đến nay. Mức giá này khiến người trồng cà phê trên địa bàn tỉnh Đắk Nông rất phấn khởi. Là cây trồng chủ lực, khi giá cà phê tăng cao, không chỉ cải thiện đời sống cho người trồng cà phê, mà còn tạo thêm nguồn lực để người nông dân đầu tư chăm sóc, nâng cao năng suất, chất lượng, góp phần phát triển ngành hàng cà phê bền vững. Những năm qua, cà phê là cây trồng mang lại nguồn thu nhập chính cho gia đình ông Trần Văn Sang ở thôn 12, xã Nhân Cơ, huyện Đắk Rờ Lấp. Với 5 hecta, nhờ áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chăm sóc, bón phân hợp lý, nên năm nào năng suất cũng đạt trung bình 4 tấn nhân 1 hecta. Đặc biệt, niên vụ vừa qua là năm bội thu nhất với gia đình ông Sang khi vừa được mùa lại được giá. Với 14 tấn cà phê nhân, ông vừa bán cà phê với giá gần 100.000 đồng một ký. Đây là mức giá khá cao trong nhiều năm trở lại đây, giúp gia đình ông trang trải cuộc sống, tạo thêm cả nguồn lực cho gia đình tái đầu tư cho vụ sau. Cái giá cao, nhưng mình phải biết cái kỹ thuật để mình chăm sóc. Chẳng hạn như bây giờ cái thời chưa có năm nào mà hạn như năm nay. Hạn 7-8 tháng ban đêm mà coi như phơi được cả khô thì làm sao mà coi như là được. Nhưng mà hiện nay là cái con rệp sáp nó đang nằm trong các cái cụm trái mà mình xử lý không được là bởi vì thời tiết quá nóng. Cho nên là bà con mình năm nay cái giá cả thì bây giờ bà con không còn nữa. Nhưng mà muốn để coi như sang năm được là cái năng suất đó, thì bây giờ phải chăm sóc từ bây giờ. Còn chỉ có một cái phân, chỉ có cây cà mà chỉ bón một cái phân thì không đảm bảo được cái năng suất. Những năm trước với giá cà phê dưới 40.000 đồng một ký, cũng như những nông dân khác, ông Trần Văn Sinh ở xã Nhân Cơ, huyện Đắk Rờ Lấp, hầu như chỉ huệ vốn và lãi rất ít. Năm nay, khi vừa bán cà phê với giá 98.500 đồng một ký, ông Sinh rất phấn khởi vì có lãi khá cao. Với giá cà phê như hiện nay, ông vẫn đang tích cực chăm sóc vườn và dự kiến sẽ mở rộng thêm diện tích trong vụ tới đây. Lãi rất nhiều, mỗi năm lãi rất nhiều. Lãi ở cái chỗ là mình đầu tư cũng như mỗi năm. Thế mà năm nay là giả sử như là mỗi năm là đã 37-38 đã hòa vốn rồi. Thì mình ăn này nhờ cây sầu riêng này, cái điều này, cái bơ này. Còn cái cà phê thì 37-38 thì mình huề thôi chứ không có lời.
Nếu anh làm không có kỹ thuật là không có lời, còn chú thì cũng được mấy đồng tiền cống, vậy thôi. Thế nhưng mà năm nay từ cái chỗ 38 mà nó lên tới 100, thì từ cái chỗ 38 lên tới 100 là toàn lời không, mà nếu chia phần trăm rất là lớn, bằng cả 10 năm trước đây. Cà phê là cây trồng chủ lực của huyện Đắk Rờ Lấp với diện tích khoảng 19.000 hectare, trong đó 17.000 hectare kinh doanh. Nhiều năm qua khi giá cà phê ở mức thấp, không tương xứng với công đầu tư, chăm sóc, nên nhiều nông dân đã dần chuyển sang những cây trồng mang lại giá trị kinh tế cao hơn như sầu riêng. Từ đầu năm 2024 đến nay, giá cà phê liên tục tăng, vượt qua mốc 95.000 đồng một ký, được xem là mức cao nhất từ trước đến nay, đang khiến người trồng cà phê phấn khởi. Cái giá cà phê, nói chung năm 2024 là đã vượt cái kỷ lục. Gần như 30 năm gần đây là chưa có cái đạt cái ngưỡng giá vậy. Và thậm chí ngày hôm qua ngày 28 ấy, thì có những hộ đã trực tiếp bán lại trên 100.000 đồng một ký. Và cái giá như thế này ấy, là tạo cái động lực và cái kích thích người dân là tiếp tục đầu tư phát triển cây cà phê theo hướng vững, tăng cái năng suất và cái chất lượng để tạo cái thu nhập ổn định cho người nông dân. Năm 2024, thời tiết nắng nóng khô hạn xảy ra tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh. Nguy cơ cà phê giảm năng suất đang hiện hữu. Vì thế giá cà phê duy trì ở mức cao là động lực để nông dân chăm sóc vườn với kỳ vọng sẽ bù lại năng suất sụt giảm. Giá cà phê tăng cao không chỉ đem lại niềm vui cho người trồng mà còn góp phần tăng trưởng giá trị xuất khẩu ngành hàng cà phê, qua đó đóng góp vào tăng trưởng kinh tế của tỉnh. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Lâm Đồng. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.